thưa quý vị với tư cách là quốc gia được lựa chọn để tổ chức cuộc gặp mang tính lịch sử này thì Việt Nam đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị chu đáo, an toàn nhất để giới thiệu đến bạn bè thế giới về Hà Nội, thành phố vì hòa bình và trong ngày hôm nay 24 tháng 2 thì lực lượng công binh đã tiến hành dò mìn dọc quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Lạng Sơn và quanh các khách sạn Hà Nội nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ lưu trú. Theo ghi nhận của phóng viên thì tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt, khu dân sinh, công trường xây dựng dọc quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Lạng Sơn đều có lực lượng kiểm soát quân sự cùng nhân viên an ninh, dân phòng đứng gác. Mỗi chốt gác có 5 đến 6 người vào vị trí từ lúc sáng sớm. Trên tuyến đường dài gần 200 km này, mỗi chặng khoảng 2 km có một tốp công binh với thiết bị chuyên dụng dò mìn ở hai bên vỉa hè và giải phân cách ở giữa. Các chiến sĩ kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ ở vệ cỏ, bụi cây ven đường. Cũng trong sáng nay tại hai khách sạn là Metropole quận Hoàn Kiếm Hà Nội và Marriott quận Nam Từ Liêm Hà Nội, công tác an ninh cũng được siết chặt. Lực lượng công binh chia thành các tổ đi giả soát mìn khu vực bên ngoài và bên trong hai khách sạn này. Người cầm máy dò bom mìn đi kiểm tra phía trước, người đi sau có nhiệm vụ đánh dấu lại những nơi đã kiểm tra. Lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông cũng có mặt tại đây đảm bảo trật tự và phân luồng giao thông. Thưa quý vị, khách sạn Marriott cũng chính là nơi mà Tổng thống Obama từng nghỉ lại trong chuyến thăm Việt Nam ngày 23 đến 25 tháng 5 năm 2016. Còn Metropole là khách sạn 5 sao đầu tiên tại Hà Nội, nơi đây đã từng đón nhiều quan chức nước ngoài tại các cuộc làm việc ở Hà Nội. Tổng thống Donald Trump cũng chọn khách sạn này là nơi nghỉ ngơi trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 11 năm 2017. Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un sẽ lưu trú tại khách sạn nào.